Vừa qua tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã gặp mặt, trao huân chương và chúc Tết cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tham dự buổi lễ còn có Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ. Hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, lãnh đạo Bộ Công Thương tổ chức buổi gặp mặt chúc Tết và tri ân đến các đồng chí cán bộ hưu trí, nguyên là lãnh đạo Bộ, nguyên lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các bộ tiền nhiệm. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang và các huân chương lao động hạng nhì, hạng ba cho nguyên lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bày tỏ niềm vui xúc động khi được gặp lại những lãnh đạo tiền nhiệm trong không khí ấm áp, tươi vui của những ngày giáp Tết. Theo Bộ trưởng, đây là dịp để Bộ Công Thương bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo đã nhiều tâm huyết, công sức xây dựng ngành công thương, vun đắp cho thế hệ hôm nay ngày càng vững vàng, bản lĩnh. Cùng ngày, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương đã gặp mặt và tặng quà tri ân đến các công chức đang công tác tại Bộ là thân nhân gia đình liệt sĩ.